Ra đây coi. Mẹ. Trời đất ơi, mẹ kêu con là thay cái đầm cho nó đẹp đẹp, sao con ăn mặc vậy rồi người ta tới người ta coi mắt con rồi sao được. Mẹ nói rồi, cái mối này hả, mẹ chấm 10 điểm không nhân đó. Nhưng mà con đã có người yêu rồi. Con gái mẹ không phải là một người dễ thay lòng đổi dạ, cho nên mẹ đừng ép con quen người khác. Nhưng mà mẹ nói con nghe nè, bây giờ con gặp mặt một lần thôi, nếu mà con không ưng á, mẹ không có ép con nha. Nghe lời mẹ đi, đi vô thay. Bà. Chào con. Dạ, chào bác. Chào em. Mẹ. 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 Dạ. Trời ơi, mày làm cái gì mày đơ người ra đó vậy? Ê, mê được phải không? Ủa, mẹ. Ảnh là cái anh mẹ nói á hả? Đúng rồi. Đây là An nè, con của bạn mẹ. Bạn mẹ định cư ở nước ngoài mấy chục năm rồi. Nay An có dịp về thăm quê hương, ghé thăm mẹ đó. Ngồi đi con, ngồi đi. Dạ, hôm nay con qua đây có mang qua một ít quà của mẹ con ở phương xa gửi bác Lý. Bác cảm ơn con với mẹ nha. Dạ. Cảm ơn con, ngồi đi con, ngồi đi. Ơi, anh ơi, anh ngồi đi. Ôi, em xin lỗi nha. Mẹ, sao mẹ đẩy con? Trời ơi, mày đẩy tao chứ tao đẩy mày đâu. Mẹ này. Anh ơi, anh có sao không vậy? Không sao. Em xin lỗi nha. Thôi, anh ngồi xuống chơi. Ngồi đi anh, ngồi chơi nha. Ok. Em xin lỗi nha anh. Mẹ ngồi đi mẹ. Lúc nãy anh nghe nói là em đã có người yêu rồi hả? Vậy là hôm nay anh qua đây anh có làm phiền em không? Tiếc quá. Thật sự là cái lúc mà anh nhìn được hình của em á, anh thích vô cùng luôn đó. Anh về Việt Nam là anh bay thẳng qua đây liền để anh gặp em. Anh còn định nhờ bác Lý đây á mai mối cho anh nữa, nhưng mà bây giờ nghe em có người yêu rồi thì anh cũng hơi tiếc. Không có phải. Em làm gì để có người yêu? Em còn sợ ế đây nè. Tại hồi nãy là em chỉ giả bộ nói dối mẹ em thôi, là em sợ mẹ em hay mừng mai mừng mối mấy cái mối kỳ lắm, cho nên em nói dối thôi à. Em chưa có yêu ai hết á. Thiệt không? Dạ. Ồ, vậy thì tốt quá. Vậy thì tối nay anh sẽ qua nhà đón em đi chơi được không? Cái bộ nhanh quá ha. Dạ bác. Mẹ con có nói á là yêu người là phải yêu liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác nó hốt. Đúng quá. Trời ơi, đã đẹp trai lịch lãm rồi mà còn hài hước nữa. Con á có quyết định nhanh vậy á là bác thích rồi đó. Vậy hả bác? Vậy là ok rồi nha. Bác Lý, vậy cho phép con tối nay qua chở Linh đi chơi nha. Còn bây giờ con xin phép bác với em Linh con về, tại vì con có một số việc ở công ty á. Rồi, con về nha. Để em đưa anh ra cổng nha. Đi, đi anh. Con về bác. Để em đưa anh đi nha, đi cẩn thận đó. Em khách sáo quá à. La 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 la. Ủa, vậy chứ sao có ai nói với tôi là thôi con có người yêu rồi, con không chịu đâu, con không chia tay với anh ấy đâu. Mẹ như này, con có người yêu hồi nào, hồi nãy con nói rồi chứ bộ, giả bộ thôi, con có yêu ai đâu. Mà mẹ, sao anh đang ảnh đẹp trai, dễ thương, lịch lãm, phong độ như vậy mà đó giờ mẹ không nói con biết hả? Giờ nói đó. Mày đặt nữa. Thôi con đi lên chuẩn bị đây, để chiều anh đón con đi chơi. Con đi nha mẹ. Ê, có quà nữa, có quà nữa. Mà đẹp trai còn ga lăng nữa.
tự nhiên ở đâu với được anh người yêu như vậy. Đúng là ông trời thương mình mà. Linh, tại sao khi không đòi chia tay là sao? Anh có làm gì sai không? Thì vì tôi hết yêu anh rồi. Hết yêu anh rồi em bị giết rồi hả? Hết yêu là sao? Ngày hôm trước á em còn ôm tôi thắm thiết, em nói á là em yêu anh, sau này em sẽ lấy anh làm chồng. Em chọc điên thằng này đúng không? Em chọc điên, nói tôi điên cho em coi nào. Điên cho em coi. Điên cho em coi. Đau không? Đau. Mà em đang cho anh đúng không? Cho anh VN gì đúng không? Nhưng mà em cho anh vậy anh không thấy vui đâu. Không có vui chút nào luôn á. Tôi cũng đâu thấy vui đâu. Tôi chia tay là tại vì anh đó. Anh có thấy mình giống đàn ông không? Hả? Làm khùng làm điên tối ngày à? Trưởng thành lên một chút đi anh Thanh. Rõ ràng anh An chững chạc phong độ hơn anh ta nhiều. Bỏ là đúng thôi. Anh xin lỗi vì anh đã lớn tí nha em. Nhưng mà Linh ơi, tại vì anh thương em, anh yêu em, anh sợ mất em anh mới như vậy. Anh sai chỗ nào anh sửa chỗ đó mà. Đừng có chia tay, đừng có bỏ anh, đừng ông Linh. Anh sửa cái nết anh lại á. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, hết yêu là hết yêu. Tôi không yêu anh nữa, anh có thở tôi cũng ghét nữa. Thật sự là anh không biết anh làm cái gì trai để em giận đến như vậy luôn á. Bây giờ đúng rồi, anh có thể quỵ ở đây mà. Quỵ để anh xin lỗi em được mà. Tha thứ cho anh lần đi. Anh hứa là anh sẽ thay đổi mà. Đi, đừng có bỏ anh. Thiếu em á, anh sống có nổi lên rồi. Tha cho anh lần này đi mà. Không ai sống thiếu ai mà chết hết. Còn nữa, tôi ngủ với thằng khác rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Ngủ với thằng khác hả? Linh! Trời ơi là trời. Tại sao lại như vậy hả? Mày lên đó. Anh An, sao bữa nay anh mới chịu gặp em hả? Làm gì em nhắn tin anh không trả lời em hả? Làm em nhớ muốn chết luôn á. À, hay là anh giả bộ chơi trò lạc mềm buộc chặt đúng không? Mai mốt đừng có chơi vậy nữa nha. Để nhớ muốn chết luôn. Anh, bộ em làm gì sai hả? Em làm gì anh giận em hả? Nàng. Chỉ đơn giản là tôi chán cô thôi. Có cái gì đâu. Chán? Anh nói chán là chán sao hả? Nè, em làm gì sai thì anh nói nha. Rõ ràng là hôm trước anh nói là anh yêu em, anh thương em, anh hứa lo lắng chăm sóc cho em mà. Sao nay vậy hả? Nàng. À, anh tính chơi tôi qua đường đúng không? Nè, anh đừng có tưởng gắn cái mác Việt Kiều về nước rồi muốn làm gì thì làm nha. Con này không có dễ chơi như vậy đâu. Đừng có sẹn như vậy nha. Tôi có nạn sao bằng cô. Anh... cô còn nhớ người yêu cũ của cô không? Tên là Thanh đó. Từ thôi mày. Nè. Ê gì dạ? Sao vậy? Bình tĩnh. Có chuyện gì hả? Nè, bồ tao. Nó nói là nó ngủ với người khác. Nó chê tao. Rồi nó đòi chia tay. Nhưng mà tao không cam tâm. Chắc chắn là nó lừa tao. Mà ví dụ bây giờ á, nó có ngủ với người khác đi cũng được, tao tha thứ được mà. Tại vì tao yêu nó. Đúng rồi, tao phải gọi cho nó. Tao nói là tao tha thứ. Nè, nghe tao nói nè. Đừng có gọi. Ủa mày không có sĩ diện hả? Người ta không có thương mày rồi thì bây giờ gọi điện thoại nói được cái gì hả?
mặt dày như vậy được có gì. Nhưng mà con Linh bạn gái tao á, nó đẹp lắm, tao muốn chia tay nó. Hiểu hiểu hiểu, tao biết mày thương nó. Mà đẹp cỡ nào mà giữ gì? Mày đưa cái hình tao coi coi. Đẹp cỡ nào làm cho mày phải điêu đứng dữ vậy? Coi đi. Tao với nó yêu nhau mặn nồng, tự nhiên đòi chia tay. Anh An, anh nghe em nói nè, anh hiểu lầm rồi đó. Em với anh Thanh không có qua lại, không còn liên hệ gì hết. Tụi em chia tay trước khi gặp anh rồi. Tại anh ta yêu em quá cho nên là cố tình níu kéo, cho nên nói dối anh thôi. Anh nghe em nói đi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tôi biết cô bất ngờ lắm. Bất ngờ vì thằng Thanh là bạn thân của tôi đúng không? Thành ra là tôi sớm biết được cái bộ mặt dối trá của cô. Không mấy thì tôi đã dớ nhầm một người. Không ra gì rồi đó. Anh An. Sao trái đất tròn vậy nè? Mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con mất cả chị lẫn chài luôn rồi nè. Em có thai rồi. Gì vậy? Giỡn hả? Em nói thiệt mà, anh coi đi. Là thiệt hả? Trời ơi em, sao tự nhiên lại có thai lúc này? Mình mới quen nhau được có 3 tháng à. Đã như vậy, tụi mình còn là sinh viên nữa, tự nhiên chọn lúc này có thai. Ủa, anh mắc cười quá à. Anh hỏi vậy sao em biết, tại sao? Bộ cái chuyện này chỉ có một mình em thôi hả? Anh về anh báo với lại ba mẹ ăn gấp đi. Cưới em liền đi, chứ để hả cái bụng em mà nó to lên, nhà em mà biết á, là cạo đầu em luôn á. Hay là bây giờ hai đứa mình đi qua nhà anh thưa chuyện với ba mẹ liền nha. Không được đâu, em nói cái gì vậy? Sao lại không được? Trời ơi, nhà anh khá như vậy á, thì bây giờ mình qua mình thưa một tiếng thì ba má anh chịu cưới thôi. Hay là anh không có thương em, đúng không? Anh á chỉ là muốn quen em vui cái bỏ em đúng không? Rồi muốn quất ngựa trên phong là đi vậy thôi đúng không? Em nghe anh nói nè, anh đâu phải là con người như vậy đâu. Để từ từ đi, anh tìm cách rồi anh tính. Em đừng có hối nữa, anh rối lên luôn bây giờ nè. Nhưng mà anh phải tính lẹ nha, chứ em không có chờ được lâu đâu. Rồi, anh biết rồi mà. Anh, sao anh qua trễ quá vậy? Anh còn đi chạy xe nữa mà. Anh nói anh tính á, vậy giờ anh có nói chuyện của mình với ba má anh chưa? Quên nữa. Đây, anh có mua cho em hộp cơm nè, tranh thủ ăn đi. Anh còn phải đi làm nữa. Anh mới nhận công việc giao hàng á, kiếm một ngày cũng được mấy trăm, với lại công việc viết kịch bản chắc cũng được kha khá á. Anh, cái điều quan trọng nhất bây giờ là em hỏi anh á, là anh có nói với ba má anh chuyện em có bầu chưa? Hả? Sao anh cứ đánh trống lảng hoài vậy? Bây giờ chứ phải lúc đâu. Cái chuyện đó để từ từ đi anh tính cho nha. Bây giờ ăn cơm đi, tranh thủ vô ăn cơm. Rồi có gì anh tính anh nói với em nha. Ngoan, anh thương. Anh đi mà nghe lời anh đi, anh đi làm, anh đi làm nữa. Anh trời ơi, đàn ông bây giờ sao mà thiếu trách nhiệm dễ sợ luôn á. Nè chị nói em nghe nè, để lúc mà hả bụng em nó vượt cái mặt rồi đó, thì lúc đó nó bỏ em đi theo người khác rồi. Chứ ở đó mà em đứng em chờ với em đợi. Anh Dũng không phải là người như vậy đâu. Đúng rồi, chứ em nghĩ coi có thằng đàn ông tử tế nào hả mà làm cho người ta có bầu mà không chịu cưới không? Dạ, con chào bác. Con tìm ai vậy? Dạ, con là bạn gái của anh Dũng à. Bạn gái của thằng Dũng? Dạ. Tới đây có gì không? Dạ, con với anh Dũng quen nhau được 3 tháng rồi. Bây giờ con có... Con có gì? Dạ, con... Con có thai ạ. Nên con xin bác là cho con với anh Dũng được phép lấy nhau. Tôi nói cho cô biết, cô đừng đến đây mà ăn dạ nha. Thằng Dũng con nhà tôi là đứa đàng hoàng, không bao giờ giữ gái đâu. Cô đi đi. Có chuyện gì vậy ông?
Nó nói nó bạn thằng Dũng, nó có thai rồi. Trời ơi, mấy cái chuyện này á thì phải vô trong nhà ngồi nói, chứ ông đứng đây ông la sùm, nói sớm người ta dòm ngó kỳ dữ lắm. Cần gì phải vô nhà, giải quyết tại ngay đây đi. Nè, tôi nói cho cô biết, cô dụ dỗ con trai tôi đúng không? Dạ không. Cô đừng thấy nhà tôi khá giả rồi muốn kiếm chác đúng không? Đừng có mơ, không có đâu. Dạ không có đâu hai bác. Hai đứa con yêu nhau thật lòng mà. Tụi con quen nhau được 3 tháng, con có thai, con có nói với anh Dũng, nhưng mà anh cứ lảng tránh hoài à. Nên buộc hôm nay con phải tới xin phép tìm hai bác như vậy. Hai bác làm ơn cho tụi con cưới nhau đi. Hiền ơi, Hiền, đi đâu rồi ta? Trong nhà khóa cửa luôn nè, rồi nè. Anh kia qua tiệm kiếm con ta nó hay gì vậy? Coi chừng nó quẩn trí á, đi bỏ cái thai rồi đó. Cô nói cái gì vậy? Chứ sao nữa, nghĩ sao làm con người ta có bầu mà không chịu cưới. Đàn ông gì đâu mà tệ bạc hết sợ luôn chứ. Cô bớt ăn nói hàm hồ lại đi. Ủa chứ sao? Ủa tính Hải Quốc ngựa chỉ phong hay gì? Đàn ông gì đâu mà thiếu trách nhiệm tệ bạc. Alo, con nghe. Ủa, em sao em tới đây làm chi vậy? Anh đã nói là chuyện cá nhân của mình, để em giải quyết cho. Em đi nói với ba mẹ làm chi? Giải quyết như thế nào chứ? Hả? Anh cứ im lặng như vậy hoài à. Em tự đi tìm quyền lợi cho con em, chẳng lẽ em sai sao? Hay là anh định chối bỏ đứa con này? Có, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, em hiểu không? Chuyện của anh thì để anh tự giải quyết. Chưa phải lúc tự giải quyết? Rồi anh nói cho em biết anh tự giải quyết như thế nào hả? Em với anh á đều là sinh viên hết á, giải quyết ra sao anh nói em nghe đi. Từ từ anh sẽ có cách mà. Bây giờ nè, nghe anh, em về bên phòng á nghỉ ngơi đi nha. Không, cách của anh á là đi làm shipper hả? Anh kiếm được bao nhiêu tiền anh nói em nghe đi. Bao nhiêu? Có đủ mua sữa cho con em không? Nghe anh nói nè, mặc dù á anh có làm shipper nhưng mà không vì vậy anh phải để cho mẹ con em phải chịu cực, chịu khổ. Em hiểu không? Anh không muốn á vì mấy chuyện như vậy mà anh phải dựa dẫm vào gia đình. Rồi những chuyện anh làm ra, anh không muốn ba mẹ anh phải chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó mà đến bây giờ anh vẫn chưa nói chuyện với ba mẹ anh. Rồi lỡ cái thai nó lớn thì sao? Em khờ quá. Dù cái thai có lớn, anh vẫn sẽ cưới em. Anh còn định á là sẽ để dành, anh lấy hết cái số tiền dành dụm mấy lâu nay á, anh mua cho em một phần sinh lễ. Lúc đó anh muốn nói chuyện với ba mẹ anh. Cho anh xin lỗi nha, thời gian qua anh để cho em phải chịu thiệt thòi. Ngoan, đừng có khóc nữa. Anh thương. Xin chào ba mẹ. Đó, bà thấy chưa, con với cái như vậy đó. Thôi mà ông, hai đứa nó đã nghiêm túc như vậy thì mình cũng đừng có nghiêm khắc với nó. Thôi được rồi, nãy giờ ở trong á ba nghe hết rồi, ba không thất vọng gì mày đó. Sai ở đâu thì sửa chỗ đó. Hiền, con cứ yên tâm mà lo cho cháu nội của mẹ, ba mẹ sẽ hỗ trợ cho tụi con hết mình. Thật hả ba mẹ? Ừ. Nè, đừng có vội mừng, ba đang theo dõi mày có thực hiện đúng lời hứa không nha. Đừng có ỷ vào và dựa dẫm nha. Dạ con biết mà ba mẹ, con sẽ cố gắng để phấn đấu vì cái gia đình nhỏ của mình. Thôi, sẵn mẹ đang làm con gà xé phai, tụi con vô ăn luôn để chúc mừng mình có thành viên mới ha. Dạ. Thôi, đi vô. Đó, thấy ba mẹ anh thương em ghê chưa? Hồi với tôi hết 9 lần anh bắt tôi ăn bánh tráng rồi. Đâu phải nhà anh bán cái gì là tôi phải ăn cái đó. Anh nhìn cái mặt tôi coi, nó giống bịch bánh tráng của anh không? Mụn nổi tè lè hết trơn luôn rồi nè. Có gì đâu, tại hai đứa mình hẹn hò đi uống cà phê rồi anh sẵn đem bánh tráng theo ăn cho đỡ buồn mà. Với lại em nói em thích ăn bánh tráng nên anh đem theo đó. Ủa bộ thích ăn cái gì là ăn hoài được cái đó hả? Tôi thích anh ngán luôn rồi đó. Thôi đừng có giận mà, giờ thèm ăn gì nói đi, anh dẫn ăn buồn nha. Thôi mà, cũng giận mà giận xấu lắm đó biết không? Đi. Xê tôi ra coi.
hả, muốn chết luôn vậy. Anh có biết không, cái người của anh á, mùi dầu, mùi mỡ, mùi bánh tráng vậy nè, anh cứ sắp sắp vô người tôi, thấy dị quá à. Thì nãy anh ship bánh tráng gần đây nè, anh ghé với em luôn. Sợ em đợi lâu nên anh có về tắm kịp đâu. Anh coi lại bản thân anh đi, quần áo anh kìa. Anh đi chơi với tôi, anh có tôn trọng tôi không? Anh ăn mặc như vậy, để vậy còn dép tổ ong nữa. Tại sao vậy? Tại sao tôi lúc nào cũng rạng ngời? Anh có thấy anh xứng đáng là bạn trai của tôi không? Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô ba cái bịch bánh tráng rẻ tiền này, kiếm được ba cọc ba đồng. Tại sao anh không giống như người ta, đi ra ngoài xã hội kiếm tiền đi, rồi chừng nào anh lo được cho tôi, tương lai của tôi như thế nào? Tôi nói thẳng nha, tôi chán anh dữ lắm rồi đó. Chia tay đi. Em, đừng mà em. Buông tay tôi ra. Anh xin lỗi mà. Em. Alo. Dạ anh ơi, em đứng trước bảo vệ nè, anh xuống lấy giúp em nha. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay hai đứa mình đi ăn xong, anh sẽ đưa em đi shopping. Hiểu không? Dạ chịu. Đã nói rồi, đừng ăn mấy cái bánh tráng này, ăn riết thì nổi mụn tục cục luôn á. Cãi em hoài ơi. Anh ơi cho em gỡ bánh tráng à. Ok em. Trời ơi, tưởng đâu ai bánh tráng ngon ha. Hóa ra là người yêu cũ. Người yêu cũ hả? Cái anh chàng mà em hay kể cho anh là cái thằng nghèo kiết xác này đúng không? Hân hạnh gặp tiền bối. Tính ra là em với cái thằng này có duyên thiệt á. Giữa hàng trăm người bán bánh tráng mà vô tình hôm nay á, em gặp lại cái thằng bán bánh tráng người yêu cũ của em. Hữu duyên quá ha. Nghịch duyên chứ duyên cái gì. Thôi, của tôi bao nhiêu? Tính tiền lẻ đi, tôi còn đi nữa. Dạ, của anh chị 50 ngàn. 50 phải không? Nè. Coi nè. Cái gì? Ở trong bánh tráng á hả? Anh ơi, có... Này là gì vậy? Chắc là có sự nhầm lẫn đây, đó giờ em bán đàng hoàng lắm mà không có vụ này đâu. Nhầm lẫn hả? Như vậy rành rành rồi còn nhầm lẫn. Trời đất ơi, thì ghê quá vậy. Nguyên một trùng tấp thì gớm như vậy. Mà anh kêu tôi ăn vô hả? Không lẽ bây giờ tôi lấy tấm con bỏ vô đây tôi vu khống anh hả? Nói chuyện kỳ vậy. Thôi bây giờ em đổi bịch khác cho anh chị nha. Đổi bịch khác nữa hả? Quay thôi đại ca ơi. Bịch này là có tóc. Nửa chừng á, cái bịch này á, anh khuyến mãi cho tôi cái cục mất chuột nữa thì sao? Không có đâu anh ơi. Tôi nói thiệt với anh á, anh làm ăn cái kiểu quái gì vậy hả? Bởi vì không bao giờ anh ngóc đầu lên nổi là vậy đó. Cho tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Thôi để tôi đền tiền lại cho anh chị nha. Mày đặt tự ái, trả tiền đồ. Nói thiệt với anh á, giữ đó mà mua bánh mì ăn đi. Chứ tôi nhìn cái mặt anh á là tôi biết anh ăn bánh tráng hay cơm. Hey, em rảnh hơi đâu nói với mấy cái người này. Nhìn cái bộ dạng của nó đi, tầm thường như vậy thì mãi là tầm thường thôi. Đem về ăn luôn đi cha. Thứ bánh tráng của mày đó, mày ăn thay cơm luôn đi. Đi em. Dạ. Nói là đừng ăn mang cái thứ rẻ tiền rồi mà vô tình nó quá đi. Ê Châu ơi, bữa nay anh live stream nè, em chào mọi người đi em. Xin chào tất cả mọi người. Đó, hôm nay anh em tụi tôi có mở một gian hàng bánh tráng trộn. Mọi người nha, nhanh chân lại tay inbox số điện thoại gửi vị trí và em sẽ ship tới mọi người tặng răng luôn. Đây, đây là có bánh tráng sa tế nữa mọi người. Đó. À, cho em đặt hai bánh tráng sa tế với lại 5 bánh tráng tắc. Dạ rồi. Ê Châu ơi, khách đặt kìa em. Dạ rồi rồi. À, bánh tráng khô gà mình có hàng mới chưa ta? À, bánh tráng khô gà còn không Châu? Dạ hết hàng anh, sáng giờ người ta đặt cái đó nhiều lắm luôn anh hết ơi. Hết hàng anh, thông cảm nha, bữa sau ghé. Bánh tráng nhà anh ngon quá trời luôn. Em ăn một lần mà em nghiện luôn á. Cảm ơn anh. Đó mọi người thấy chưa? Khách mua tại chỗ mà còn khen ngon nữa, mọi người nhanh tay lẹ chân đặt hàng đi chứ. À anh ơi, ngày mai tụi em có mở thêm chiên chánh hai á, rảnh rảnh ghé chơi với tụi em nha. Wow, nghe đã vậy. Vậy chúc mừng ông chủ nha. Ngày mai khai trương hồng phát. Dạ, cảm ơn anh nhiều, ghé ủng hộ tụi em nha. Nhất định rồi. Dạ. Bây giờ em chào mọi người, em sẽ đi giao đây. Quá trời khách đặt luôn nè em ơi. Ghi lại. Dạ rồi, chờ em chút. Em lấy gấp đi để cho anh hai đi giao liền cho dạ người rồi, ta. Dạ dạ dạ. Trời ơi, cảm ơn cục cưng nha. Cái gì mà thơm quá vậy? Thì cái chai dầu thơm anh tặng cho em đó. Là mình muốn xỉu luôn đó. Trời ơi, hồi lên mày dám nhìn chồng ra. Ê, chú quán là cái mặt của nó. Ê, cũng mang ra chữa đừng quýnh lộn được không? Anh tránh em lại. Hôm nay em mà không có ở đây làm sao em biết anh liếm hén như con này sau lưng em hả? Anh Long, chuyện gì vậy? Cô này là ai? Anh nói với tôi là anh độc thân mà. Cái gì? Em ăn nói gì vậy? Tự nhiên có vợ anh ở đây em nói em độc thân là sao? Rõ ràng cái lúc mà em quen anh á, anh nói với em là anh đã có vợ rồi. Em nói là
Không có sao anh ơi, em không có cần danh phận. Em theo đuổi anh mà bây giờ em nói ăn nói ngang ngược vậy hả? Cái con nhỏ này ăn nói ngang ngược lắm em. Rõ ràng là nó theo anh. Anh đuổi nó mà nó không có chịu đi. Em nghĩ sao anh đàn ông mà ở mà dân tới miệng mèo làm sao anh không ăn được. Em hiểu không? Đồ cháo chở. Rõ ràng là mày đi. Rõ ràng là mày quyến rũ chồng tao. Mà mày còn già không hả? Đồ cái con hồ ly tinh như mày. Tao nói cho mày biết nha. Cái thứ mày là cái thứ đồ con gái bẩn. 5 năm tao sống với chồng tao á, người ta gặp biết bao nhiêu con như mày rồi. Cái loại của mày á là chỉ biết bám vào những thằng đàn ông giàu để lợi dụng thôi. Mà cái thứ này tao không đánh á là không có chừa. Hôm nay tao cho mày banh cái mặt luôn cho ba má mày giờ mày qua luôn. Rồi mất dạy. Thôi, mấy người dừng tay lại không? Tôi báo công an đó. Mày ngồi mày báo đi. Lấy chồng người ta không biết xấu hổ mà con đây thách thức hả? Rồi đi về đi. Con nhỏ này không có đang. Mày coi chừng cái mặt tao nha. Tao gặp mày ở đâu á rồi tao lột da mày đó. Đồ cái thứ gái bẩn, đồ thứ gái ghẻ tiền. Đi về đi. Làm sùng người ta cười vô mặt nè. Em có sao không? Em không sao. Không sao thì tốt rồi. Anh đi dập bánh tráng đây. Anh Hưng, anh cho em xin lỗi nha. Em biết lỗi của em rồi. Những lúc nào em đau khổ nhất cũng đều có anh ở bên cạnh hết. Em cho em một cơ hội, tụi mình làm lại từ đầu được không anh? Anh xin lỗi em. Anh chỉ là một thằng bán bánh tráng, quanh năm bám mùi dầu mỡ, không xứng với em đâu. Nếu mà có quay lại thì em cũng không chịu được. Trước sau giờ cũng bỏ anh mà. Anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới của mình. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Chưa, siêu xe đàng hoàng nha, biệt thự luôn á. Đâu, ghê mày, đi đâu vô khu đó mà gặp được ngon vậy? Có công chạy bộ, có ngày gặp được đại gia. Trời, cảm ơn anh nhiều nha. Em đi ra ngoài em phải mua cái túi gì đó để bỏ cái điện thoại vô. Chứ em cầm như vậy dễ bị người ta chú ý lắm. Dạ dạ em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Thôi không có chuyện gì, anh đi vô nhà nha. Ủa nhà anh gần đây hả? Nhà bên khu đó đó, cái nhà xanh xanh đó. Trời, nhà anh lớn vậy hả? Anh ở với gia đình anh hả? Không, anh ở một mình à. Gia đình của anh đi qua bên Mỹ định cư hết rồi. Anh không có đi. Dạ. Anh thích ở Việt Nam để phát triển hơn. Hôm nay gặp em ở đây xin gì là có duyên đi. Có cái card visit gửi em. Có gì call anh cà phê hả? Dạ dạ. Biết vậy tao cũng chạy bộ để gặp đại gia như mày vậy rồi. Đi làm mệt quá. Trời, tò mò quá vậy. Mặt mũi thì sao? Đẹp trai không? Mày muốn diện kiến không? Rất muốn, rất muốn. Vậy để tao gọi video call cho ổng ha. Khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Bây giờ phải làm sao ta? Thiệt nhức đầu thiệt chứ. Bây giờ phải làm sao kiếm ra tiền đây? Bây giờ hàng gọi điện thoại thiệt tình bực mình thiệt chứ. Dạ em chào anh. Sao nghe giọng anh không khỏe vậy? Hôm qua đi công việc á, xong rồi gặp trời mưa. Chắc là anh bị nhiễm nước rồi. Anh đang ở nhà của ông bạn nè. Mệt quá anh về nhà không nổi luôn á.
Mà em gọi anh có chuyện gì không? Dạ cũng không có gì. Em tính mời anh đi ăn. Cảm ơn anh cái chuyện hôm bữa mà. À mà anh uống thuốc men gì chưa? Anh ở con mình à. Thằng bạn đi công tác chưa có về. Chưa có ai mua thuốc cho anh hết á. Hay là để em mua thuốc qua cho anh nha. Thôi vậy phiền em lắm. Không được đâu. Cứ để anh nghỉ vài hôm là khỏe à, không sao đâu. Đó, ho muốn văng cái phổi ra ngoài luôn mà còn thấp sáo nữa. Thôi, anh đợi em chút xíu đi, em mua thuốc qua cho anh nha. Vậy nha. Anh ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Hay là em ăn chung với anh đi. Dạ thôi, để em soạn thuốc cho anh. Cháo ngon quá ha. Anh ăn xong uống thuốc nha. Em ra ngoài nghe điện thoại xíu nhanh. À dạ. Cho em uống nước đi. Cho còn ly nước còn nguyên ha. Dạ dạ. Anh gái ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc nha. Trời phiền em quá, ngại muốn chết luôn á. Có gì đâu mà phiền. Ê! Vô bánh, vô bánh. Làm gì vậy? Đây là cái tên ăn cướp mà tôi nói với mấy anh đó. Bắt hắn lại đi. Cái gì vậy mấy cha? Cướp cái gì mà cướp? Ê, từ từ nói chuyện nè, từ từ. Tôi không có quen, không biết gì cái cô này hết á. Anh có biết là anh đang đi chiếc xe của ai không? Là xe của bạn tôi đó. Rồi sao? Bạn cô đưa chìa khóa cho tôi, nhờ tôi là đi mua đồ giùm được chưa? Nhìn mặt anh tươi tỉnh quá. Tôi nhớ không làm là cách đây 30 phút anh đang bị sốt cao và bị bệnh mà. Cường giờ tôi khỏe rồi sao, đúng không? Cái miệng của anh chối cũng li lịa quá ha. Để tôi coi anh chối tới mức độ nào. Bạn tôi đâu rồi kìa? Có ai nhờ đi mua đồ mà lấy hết giấy tờ rồi điện thoại của người ta như vậy không? Hả? Mấy anh bắt ảnh lại đi. Đấy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ để coi anh chối tới mức độ nào. Cái gì á cô? Mà hình như tôi gặp cha này ở đâu rồi mày ơi. Nữa rồi đó. Thấy Sang bắt Hoàng làm họ nữa rồi đó. Không phải, đang ráng nhớ nãy giờ nè. Ê! Hả? Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi. Nè. Cái gì là sao? Mày coi đi. Mày ra ra đại ca, ra ra cho em. Đại ca, tha cho em đi. Em gom sắp đủ tiền rồi. Anh cho em vài ngày nữa đi. Thông cảm cho mày, ai thông cảm cho tao? Mày hứa ngon lắm, giờ trả mày giáng sinh. Nghèo mà sống ảo làm gì? Nhà lầu xe hơi đủ thứ, không tiền rồi thôi đi. Giấy nợ nóng bây giờ đòi á, mày hứa là sao? Đừng sao trả. Em nói thiệt với đại ca, nhà đó xe đó là của bạn em. Em giả bộ mượn để giật le thôi à. Thì bây giờ em đang gom tiền, em gom đủ em đưa cho anh. Chứ bây giờ anh giết em thì em cũng không có tiền trả cho anh đâu. Đừng nào đủ. Được rồi, tao gia hạn cho mày thêm 3 ngày nữa. Nếu mà không có tiền trả cho bọn tao á thì mày ngồi xe lăn suốt đời. Nè, nhớ đó, 3 ngày nữa đó. Đi mày. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Râu, đi thông thả nha. Giới trẻ bây giờ thích sống ảo quá ha. Cho em uống nước đi. Cho còn ly nước còn nguyên ha. Hình như nhà anh có con chuột cái gì vậy? Trời ơi, con chuột bự quá vậy. Đâu? Thì anh chuột con chuột trong góc kìa. Em sao vậy? Đâu phải đâu. Mà kệ đi, không sao đâu. Con chuột thôi mà. Không sao. Tại em sợ chuột. Tôi đã nghi ngờ từ khi mà anh nói anh ở nhà bạn này nọ. Tôi đã báo công an trước khi đến đây đó. Nào ngờ những gì chúng tôi nghi ngờ đều là sự thật. Bây giờ thì nhờ hai anh đưa ảnh lên phường điều tra vụ việc đi. Lát hồi chúng tôi sẽ lên sau. Mời anh theo chúng tôi. Đẹp trai, nhà giàu, độc thân, biệt thự, xe sang. Combo quá là hoàn hảo. Nói móc tao nữa hả? Nói móc cái gì? Tao nói thiệt chứ bộ.
Lỡ như tao không tình cờ gặp được nó bị bọn giang hồ kia thì biết đâu mày mất cả chi lẫn chai rồi đó. Cái nết mê trai đầu thai không hết, gặp ai giàu là câu cá vàng hả? Không biết mày là con cá hay nó là con cá nữa. Thôi biết rồi biết rồi, lại nhãi hoài à. Tao cảm ơn, được chưa? Cảm ơn xuông vậy thôi hả? Chứ mày muốn gì nữa? Một kèo nhậu. Chơi luôn cưng. Đi.